Xin chào cả nhà, xin chào các mẹ bầu. Bây giờ em sẽ bôi mỡ chăn lên bụng bầu của mình. Bầu của em thì cũng đã được 7 tháng rồi nha. Em bôi mỡ chăn thường xuyên. Cái lọ này cũng gần hết rồi. Mình bôi từ dưới lên để cái bầu của mình không có bị sệ xuống. Thế chứ ta.